Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em claim 1100 token có ký hiệu là HSOV. Một token này sẽ lên sàn có ký hiệu MRC này bạn. MRC này vào khoảng tối nay 8 giờ trên Twitter thông báo các bạn. Để claim được cái token này thì các bạn mở địa chỉ chút wallet cho mình ra nha các bạn. Thì các bạn cần phải có phí BNB Smart Chain được các bạn. Bạn cần phải có tối thiểu là 0.025 token cần BNB nha các bạn. Cứ khoảng 8 đô. Rồi các bạn bấm vào Redash này các bạn. Rồi bạn bắt cái link với phần link mô tả của mình vào người ta các bạn. Rồi các bạn nhấp đi nè các bạn. Các bạn chọn giùm mình trên Ethereum, các bạn chọn giùm mạng Smart Chain nha bạn. Nếu mà token này lý sàn MFC thì nếu mà giá 0.5 token thì 1.100 token này khá là vô các bạn. Rồi các bạn bấm vào Unlock Wallet nè các bạn. Các bạn bấm vào Connect Wallet nè bạn. Connect MetaMask nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim nha bạn. Rồi các bạn nghe chờ xíu các bạn. Tại vì nó lót cái web chưa hết. Sau khi các bạn bấm vào claim thì nó sẽ trừ các bạn là 0.02 BNB nè bạn, phí mạng 0.04 là bạn chấp thuận các bạn. Tổng số tối đa là 6 đô, các bạn bấm vào chấp thuận các bạn. Rồi sau khi bạn chấp thuận các bạn chờ khoảng 30 giây nha tất cả các bạn. Rồi sau khi đã trừ claim xong thì các bạn bấm vào mục transfer nha tất cả các bạn. Claim 1100 token nè. Rồi bạn bấm send nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn bắt đáp mở địa chỉ chút wallet rồi các bạn lại nè. Ok, vậy mình đã hi claim về nó về là 1100 token HSO nè bạn. Thì các bạn nhấp vào đây các bạn á con chắc nó vào người ta các bạn. Khá là ngon luôn các bạn. Thì con chắc mình có để phần link mô tả các bạn. Các bạn chỉ copy con chắc này các bạn. Copy con chắc của nó các bạn nhấp vào quay bên cùng nè, các bạn bấm vào mục tìm kiếm nè các bạn. Bấm bát vào người ta các bạn. Thì nó ra token HSO Best 20 nè các bạn. Bạn bắt đáp lên các bạn. Thì các bạn lướt xuống nè các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 1100 token của hiệu HSO này các bạn. Thì con này sẽ list sàn Microsoft, sau này list sàn mình sẽ thông báo các bạn bán con này sau các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha. Kèo khá là ngon nha các bạn.